CDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Tony Fruit, tòa nhà văn phòng có hai mặt tiền với tầm nhìn đẹp, nhưng đối diện một vấn đề chung cho các công trình ở thành phố có môi trường nhiệt đới như ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là nắng nóng. Để giải quyết vấn đề này, các kiến trúc sư đã dựng nên những khung gỗ làm thành lớp bảo vệ thiên nhiên che phủ mặt tiền, đồng thời tạo khoảng không cho cây xanh sinh trưởng. Tọa lạc tại quận 4, nơi có tỷ lệ xây dựng cao, hầu hết các tòa nhà được xây dựng làm thành trung tâm thương mại và trụ sở văn phòng. Nằm trên ngã ba với tầm nhìn ra công viên và quảng trường công cộng, do đó nhận ánh nắng trực tiếp từ hoàng hôn cho đến bình minh, gây ra vấn đề quá nóng cho nội thất bên trong. Với ý tưởng sử dụng một cấu hình học đục lỗ cho phép khả năng tạo ra không gian trung gian để che bóng. Mặt khác, khối này cũng đem lại khoảng không gian cho cây xanh ngoài trời sinh trưởng, giúp tạo ra lớp tự nhiên che phủ mặt tiền, tránh ánh sáng ban ngày. Bên cạnh đó, nhờ lớp thực vật bao quanh tòa nhà, do vậy mọi không gian trong văn phòng đều được hưởng tầm nhìn thoáng đãng xanh mát. Tập hợp các thanh gỗ ngoài chức năng thẩm mỹ đã phát huy chức năng che nắng hiệu quả chống lại ánh nắng mọi giờ. Hệ thống không gian xanh luôn được duy trì ở mỗi tầng, giúp nâng cao hơn nữa trải nghiệm thú vị cho từng không gian từng nhà.